Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên sáng nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến từ 29-32 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24-27 độ. Thủ đô Hà Nội sáng nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Dự báo từ mai đến ngày 14 tháng 6, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng từ chiều ngày 13 đến ngày 14 tháng 6 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 15 tháng 6 miền Bắc nắng trở lại, sau đó nắng nóng xuất hiện. Riêng các tỉnh vùng núi trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6 tiếp tục có mưa vào buổi chiều tối và đêm. Từ Thanh Hóa đến Nghệ An hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên ngày nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ ban ngày nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.